Trong clip này, Thành sẽ giới thiệu cho anh em con cưa kiếm mà có thể nói là mạnh nhất trong phân khúc 12V hiện nay ở trên thị trường của Milwaukee, mã là M12CHZ. Rất là đa năng, to và chắc chắn, xài động cơ không chổi than, ngon lành luôn. Chi tiết như nào chúng ta hãy cùng đi xem tiếp nhé. Đầu tiên khi anh em mua về thì nó sẽ nằm trong một cái hộp như thế này, và nó không có pin sạc, nó chỉ có cái thân máy như thế này thôi nha anh em. Ở trong thì có thêm một số những cái phụ kiện, đó là lưỡi. Lưỡi cắt thì chúng ta sẽ có một cái lưỡi này. Đây là một cái lưỡi cắt đa năng, nhiều loại vật liệu khác nhau. Và chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành. Trong đây thì không có tiếng Việt, hơi buồn tí xíu, không có tiếng Việt. Còn pin sạc thì anh em phải mua rời ha. Pin sạc thì anh em sẽ xài loại 12V của Milwaukee. Đây Thành có một cái viên 4 chấm và sẽ sử dụng nó để mà test con máy này. Máy Milwaukee thì bảo hành chính hãng 1 năm tại Việt Nam. Máy này như anh em có thể thấy là có thiết kế để xài một tay được ha. Hoặc là xài hai tay cũng được. Xài hai tay thì chúng ta sẽ để một cái tay lên đây, nhấn đè ở đây, khá là dễ chịu. Thân máy này thì nặng 1,56kg và cục pin thì đâu đó khoảng tầm 300g, nên là máy sẽ gần 2kg nha anh em, không quá nặng ha. Và cầm cũng rất là cân bằng. Và chiều dài của máy thì cũng chỉ là 34cm thôi, cho nên là khá gọn. Máy này thì sẽ có điều tốc nha anh em. Lên phía trên chúng ta sẽ có cái nút khóa cò. Rồi chúng ta có dãy đèn led báo pin ở đây. Đây là khối động cơ không chổi than. Anh em nhận biết bằng cách là trên thân máy nó sẽ có chữ fuel này nè. Fuel là xài động cơ không chổi than đó. Tới đằng trước thì chúng ta có cái bệ tỳ lưỡi ở đây. Để lắp lưỡi thì chúng ta sẽ đẩy cái lưỡi vào và chúng ta sẽ xoay cái phần gài lưỡi ở đây. Đẩy vào xoay là nó lọt vô nha anh em. Muốn lấy ra thì chúng ta xoay và kéo ra. Rất là đơn giản và nhanh gọn. Hành trình lưỡi là 15.9mm. Và tốc độ tối đa của máy này đó là 3.000 nhịp trên phút. Ở phía trước chúng ta sẽ có một cái đèn led. Cái đèn này thì sẽ rất là hữu ích cho chúng ta khi mà sử dụng trong bóng tối. Đầu tiên Thành sẽ test thử cắt một cái khúc cây. Và đây là một khúc cây khô nha anh em, cho nên nó sẽ dai hơn so với cái cây tươi thông thường. Cắt nó sẽ khó hơn. Đây anh em thấy nè, Thành cắt nó cũng không có khó khăn lắm đâu, cắt cũng khá dễ dàng. Khúc cây cũng không phải nhỏ ha. Giờ Thành sẽ cắt thêm một lần nữa. Rồi anh em coi, đây là một cái lưỡi của Bosch và nó khá là dài ha. Và anh em có thể cắt những khúc cây to hơn. Tất nhiên cắt khúc to hơn thì nó sẽ khó khăn hơn rồi. Và lần này Thành xài máy quen hơn và Thành đã cắt nhanh hơn rất là nhiều, cũng ít rung hơn. Còn bây giờ sẽ là cắt sắt nè. Thành đã đổi qua một cái lưỡi cắt sắt và thử cắt một cái khúc sắt hộp. Thì máy cũng có thể cắt được nha em. Đó anh em thấy nè, cắt được chứ không phải không nha. Đó. Đây có thể nói là một bản nâng cấp rất là đáng giá của con C12HZ, cũng đã khá mạnh rồi. Con này thì nó mạnh hơn khá là nhiều ha anh em, cắt sướng hơn tại vì xài động cơ không chổi than. Mức giá thì sẽ chênh lệch nhau tầm khoảng 800 ngàn. Con kia thì cỡ 2,5 triệu cái thân máy, còn con này là 3,3 triệu nha anh em.
Nếu như anh em đang xài hệ pin 12V của Milwaukee thì đây là một cái sự lựa chọn đáng giá nếu như anh em cần một cái con cưa đa năng. Và anh em hãy nhớ là từ đây tới hết tháng 12 thì anh em vẫn có thể mua gói Pro Pack với giá ưu đãi chỉ có 699.000 đối với hệ 12V. Và khi mua hàng thì anh em sẽ được bốc thăm trúng thưởng những cái phần quà rất là hấp dẫn. iPhone, rồi Apple Watch, rồi tai nghe này kia các thứ rất là nhiều mà Thành đã nói trong cái đợt thứ 5 vui vẻ tuần rồi. Anh em hãy tận dụng cơ hội này nha. Anh em thấy sản phẩm vừa rồi như thế nào ạ? Có thích hay không thì hãy comment lại bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em cứ để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Còn nếu như anh em muốn mua máy thì anh em có thể chat Zalo trực tiếp với lại Kết Nối Tiêu Dùng. Đây bằng cách là anh em vào Zalo này, tìm kiếm Kết Nối Tiêu Dùng và bấm quan tâm, sau đó thì chat với nhân viên của mình Thành. Hoặc anh em đặt hàng trực tiếp ở trên website ketnotiêudung.vn, cũng có thể gọi vào số hotline ở đây. Hoặc là anh em tới trực tiếp chi nhánh của Kết Nối Tiêu Dùng ở cái danh sách thì Thành sẽ để ở cuối video luôn nha anh em, có số điện thoại các thứ. Và trước khi tới thì anh em nhớ gọi để chắc chắn là có cái hàng mà anh em cần, tránh trường hợp nhiều anh em tới mà không có hàng rồi ra về thì rất là buồn ha. Thành cũng rất là buồn vì chuyện đó, bởi vì anh em biết sao không, máy móc thì nó vô cùng nhiều, mỗi hãng có tới hàng ngàn, hàng chục ngàn sản phẩm và có rất là nhiều hãng như vậy, cho nên là sẽ rất là khó có hết tất cả các loại mặt hàng mà anh em cần. Cho nên là trước khi tới anh em nhớ gọi ha, cho chắc. Nếu thích video này thì anh em nhớ hãy cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai của Kết Nối Tiêu Dùng. Xin chào và hẹn gặp lại.